Thưa quý vị và các bạn, sau tuần đầu tiên ra quân thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại huyện Kiên Lương được diễn ra thuận lợi, đảm bảo đúng tiến độ do Ban chỉ đạo huyện đề ra. Đã có hơn 7.000 hộ dân trên địa bàn huyện được thu thập thông tin trong tuần đầu tiên. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo, các xã Kiên Bình, Dương Hòa, Hòa Điền và xã đảo Sơn Hải và Hòn Nghệ là những địa phương tại huyện Kiên Lương có tỷ lệ hộ dân được thu thập thông tin đạt khá cao trong tuần đầu tiên ra quân tổng điều tra tại huyện Kiên Lương với trên 35%. Qua một tuần thực hiện thì cái cuộc tổng điều tra lần này thì được rất là nhiều thuận lợi, thì đặc biệt là cái công tác điều tra viên được tập huấn và được lựa chọn cũng rất là tốt, thế cho nên là điều tra viên cũng nắm bắt được cái nghiệp vụ, thế cho nên là khi tiến hành cái công tác ra quân ngày đầu tiên thì kết quả ngày đầu tiên được trên 6%. Kết quả tỷ lệ trên 6% toàn huyện. Thì đến thời điểm này thì cái công tác điều tra tới thời điểm này thì chắc được trên 30% so với cái tỷ lệ của toàn huyện đạt được. Trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, toàn huyện có 108 địa bàn điều tra và 20 địa bàn đặc thù. Bước đầu xác định có trên 21.594 hộ với 78.098 khẩu. Đến nay, toàn huyện đã có trên 7.000 hộ được các điều tra viên thu thập thông tin. Việc điều tra thu thập thông tin được diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ và nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Sau khi một tuần thực hiện cái kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn xã Kiên Bình, thì toàn xã có 13 địa bàn, thì tổng số hộ là 2.234 hộ. Thì sau một tuần là điều tra là đạt được trên 35%, đến nay là được 750 hộ. Thì do là công tác tuyên truyền và kết hợp tốt với phòng thống kê giống như ban điều tra của huyện, thì đến nay các hộ dân là cũng thực hiện tốt cái kê khai đối với các điều tra viên. Để việc thực hiện cuộc tổng điều tra đạt kết quả theo yêu cầu nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc tổng điều tra lần này, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Kiên Lương đã lựa chọn bố trí hơn 100 điều tra viên tại các địa bàn. Trong đó, đa số những điều tra viên trẻ, nhiệt tình, nên việc điều tra thu thập thông tin trong những ngày qua đạt kết quả khá tốt. Công tác mà điều tra lần này chúng tôi gặp rất là nhiều thuận lợi, và cái phương pháp mà điều tra trên phiếu copy trên điện thoại thì cũng rất là nhanh chóng, tiện lợi cho chúng tôi so với cái điều tra bằng phương pháp bằng giấy. Riêng thì trấn Kiên Lương là trong công tác điều tra dân số là rất nhanh chóng và kịp thời và rất là đầy đủ. Bên cạnh đó, việc thu thập thông tin bằng phiếu điều tra điện tử cũng được diễn ra nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân và điều tra viên. Như bây giờ thì cái tiến triển này thì tôi thấy là mất trong thời gian không có bao lâu, trong thời gian có thể là vài phút là mình xong mỗi hộ. Cái thôi có đợt mà điều tra dân số như mọi lần thì nó chậm, còn đến bây giờ là chú thấy cái phiếu điều tra mà theo điện tử này nè là nó nhanh mà gọn nhẹ, chứ với lại để giảm bớt cái tiến độ mà mất thời gian của cái người dân nọ kia đó, thì chú thấy là làm như vậy là nó cũng được rồi đó. Trong những ngày tới, huyện Kiên Lương tiếp tục đôn đốc nhắc nhở các thành viên ban chỉ đạo các cấp phải bám sát địa bàn được phân công phụ trách, tập trung hướng dẫn gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát tất cả các tổ trưởng, điều tra viên trong việc tiến hành điều tra, đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật số liệu và tiến độ điều tra theo kế hoạch đề ra. Thì tiếp tục cho cuộc tổng điều tra lần này thì ban chỉ đạo huyện cũng chỉ đạo thành viên ban chỉ đạo của huyện và ban chỉ đạo cấp xã tiếp tục đôn đốc và nhắc nhở điều tra viên và theo dõi giám sát điều tra viên để kịp cái tiến độ, đảm bảo cái thời gian là trước ngày 25 tháng 4 sẽ hoàn thành trong cái cuộc tiếp điều tra tiếp cận tại hộ. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, phục vụ cho công tác tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong luật thống kê, đồng thời phục vụ công tác giám sát thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới.